Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đón Tết Trung Thu. Và đúng là bây giờ thì có lẽ khi lớn rồi thì cảm thấy là Trung Thu cũng bình lặng hơn so với trước đây. Nhưng mà Vân Anh nhớ rằng là khi còn nhỏ thì mỗi lần là sắp đến Trung Thu là mình cảm thấy rất là háo hức. Bởi vì một là được bố mẹ là mua quần áo mới này, rồi là được rước đèn Trung Thu này, được phá cỗ trông trăng này, rồi là được đi chơi và rất là nhiều thứ khác. Và mình còn nhớ rằng là hồi nhỏ là còn thỉnh thoảng tham gia việc làm đèn Trung Thu với lớp này hoặc là với gia đình á. Và hồi đấy phổ biến nhất là việc làm đèn ông sao. Và vẫn còn nhớ nguyên cái hình ảnh là tay mình đỏ đỏ cái màu của cán cầm này, hay là cái màu xanh xanh của những cái lớp kính ấy, và đôi khi là phải tẩy mãi nó không hết á. Nhưng mà đúng là những cái ký ức tuổi thơ đấy khiến cho mình cảm thấy rất là vui, và đôi khi cảm thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ ít cái không gian để có thể tự làm những cái đồ handmade đấy hơn, đôi khi là một cái sự thiệt thòi bởi vì chúng ta thiếu những cái trải nghiệm cùng nhau và những cái kỷ niệm thực sự là mặc dù bẩn xíu nhưng mà rất là đẹp. Em cũng nhớ hồi xưa khi mà có rất là nhiều dịp mà Trung Thu hàng năm thì sẽ được thường là khu phố tổ dân phố thì sẽ có một cái lễ rước Trung Thu á. Tức là đi từ hết từ đường trên cho đến đường dưới, rồi đi quanh tất cả các khu sang, thậm chí là sang cả tổ dân phố bên cạnh, xong rồi khua trống chiêng, rồi thì múa lân, rồi thì có cùng nhau làm một cái đèn ông sao rất là lớn, đèn ông sao khổng lồ, và năm nào cũng giữ lại cái đó để có thể đi rước đèn. Và rất là vui, các bạn nhỏ thì khi mà có một cái đèn nào đấy, hay là mặt nạ hay là đồ chơi vân vân, các loại đèn thì cũng sẽ đều mang đi để có thể là kiểu như là trưng ra những cái mà mình có trong Trung Thu này, rồi thì cũng chuẩn bị những cái món bánh quà này, rồi những loại hoa quả mà trong Trung Thu thường mọi người thường có rất là nhiều, như là bưởi này, chuối này, rồi rất là nhiều những loại hoa quả khác, và cả rất nhiều bánh kẹo nữa. Thì em nhớ rằng những cái ký ức đó, nếu như các bạn nhỏ bây giờ hiện nay thì các bạn ấy sẽ có ít hơn những cái trải nghiệm như vậy, và đặc biệt là sau 2 năm dịch Covid-19 vừa qua thì lại càng ít hơn những cái khoảng để cho các bạn ấy có được những cái trải nghiệm ấu thơ như vậy. Thì em thấy rằng là nếu như có thể được, nếu như chúng ta có thể giúp cho các bạn nhỏ có nhiều hơn những cái gọi là chúng ta có thể tự tạo ra cho các bạn ấy một cái không khí Trung Thu ngay tại nhà, ví dụ như các bố các mẹ cũng có thể cùng với con làm những chiếc lồng đèn này, hay là cùng con tạo nên những cái chiếc mặt nạ có thể vẽ từ những cái miếng giấy thôi, hoặc là sơn màu thôi, thì em nghĩ rằng là cũng sẽ là một cái điều rất là tích cực để tạo cho các bạn ấy có một cái không gian nào đó thật là đáng nhớ trong mùa Trung Thu. Như vậy là Vân Anh và Thúy thì đều có cái tuổi thơ gọi là đi rước đèn này, thậm chí là làm đèn Trung Thu. Con Thảo thì sao? Em cũng tương tự như thế. Với em thì rằm tháng 8 nó cũng là một cái dịp để mà người thân trong gia đình người ta sẽ có cái thời gian để sum vầy và hội tụ cùng với nhau. Ví dụ như ở em thì ngoài cái việc là rước đèn thì em thấy là cái không khí trước ngày Trung Thu bao giờ nó cũng vui hơn. Tầm là 12, 13, 14 thì cái không khí của những ngày đó rất là vui. Ví dụ như là trong xóm thì sẽ có tập múa lân này, là mình sẽ nghe cái tiếng trống đùng 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 trong cái thời điểm đó rất là nhiều, và các bạn sẽ tập tích cực hơn trong những ngày đó để các bạn đi trình diễn, và các bạn sẽ có được là những cái khoản tiền để có thể là sau khi mà các bạn tập xong thì các bạn sẽ nhận được những cái khoản tiền để đi trình diễn này. Hay bên cạnh đó thì ngoài cái việc làm đèn ông sao thì trong em ấy thì mọi người cũng hay thường làm là lấy cái lon sữa ấy, sau đó thì mình có thể là khoét và mình sẽ cho một cái nến đỏ, cái đèn cầy màu đỏ vào trong đó, thì có thể là xách đi chơi Trung Thu xung quanh cũng được, hoặc là nhiều người thì sẽ thiết kế thêm những cái kiểu cách xung quanh đó để làm thành những cái thiết kế lồng đèn, và từ đó thì đi chơi. Ngày nhỏ thì các bạn nhỏ, ví dụ như là lứa của một em thì sẽ có những cái buổi tối, để buổi tối lễ hội đi thì bắt đầu là bác tổ trưởng của tổ dân phố thì sẽ thông báo với từng gia đình, sẽ bảo là tầm 7 giờ tối thì các bố mẹ sẽ cho con ra ngoài xóm hoặc là một cái sân đình, sân làng nào đó. Sau đó thì các bạn nhỏ ngày hôm đó thì sẽ chắc chắn là cố gắng đi học về là ăn cơm sớm, học bài sớm để làm sao 7 giờ hoặc là 8 giờ là sẽ ra chỗ sân đình để vui chơi. Thật ra cái không khí của những ngày Trung Thu ngày xưa thì nó cũng khác bây giờ rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà bây giờ chúng ta thấy rằng là nó cũng không mất đi, chỉ là nó không vui bằng ngày xưa thôi. Ví dụ như thời điểm này đi, mọi người mà lên trên phố Hàng Mã thì đảm bảo là toàn là người ở trên đó thôi. Hôm qua hôm kia thì bạn em cũng rủ em đi nhưng mà em không đi được. Đi chụp ảnh à. Nhưng em nhớ cách đây 2 năm em đi, em có một cái kỷ niệm, bởi vì là em là giọng miền Nam. Thành ra cái cô đó, cô cứ nghĩ là em là khách du lịch đến, thành ra là cô cho em chụp. Còn mọi người xung quanh thì bị đuổi đi rất là nhiều. Thật ra là mình cũng phải thấu hiểu cho tâm lý của họ, là vì chúng ta đứng chụp rất là lâu, mà không phải một người, mà phải nói là đến cả trăm người như vậy, và đứng hết trước cái gian hàng của họ. Và cô ấy phải than rất là nhiều, rất là nhiều những cái điều như vậy. Nhưng mà phố Hàng Mã thì sẽ cho chúng ta thấy được cái không khí Trung Thu trên đó rất là rõ. Thực ra một cái điểm khác là chúng ta cũng phải thấy rằng là ngày xưa mình ít trò chơi, ít nơi vui chơi, còn bây giờ các bạn nhỏ có quá nhiều cách để có thể vui chơi giải trí. Đôi khi một ngày bình thường cũng giống như Trung Thu của chúng mình ngày xưa rồi. Bởi vì bây giờ các bạn có rất là nhiều những chương trình này, rất là nhiều những khu vui chơi đó, và rất là nhiều những cái hoạt động khác. Bởi vậy Trung Thu nó chỉ là một trong những cái hoạt động
trong năm thôi. Còn với chúng ta ngày xưa thì đúng là những dịp Tết Trung Thu là những cái dịp vô cùng đặc biệt. Đến cái dịp đó mới có quần áo mới, đến cái dịp đó thì mới có thật là nhiều phá cỗ. Thời mà ông bà bố mẹ thì những dịp đó lại còn đặc biệt hơn một chút nữa. Thì chúng ta thấy rằng là đúng là khi mà thời đại thay đổi này, điều kiện kinh tế, điều kiện sống thay đổi thì rõ ràng là mọi thứ cũng thay đổi. Tuy nhiên dù thay đổi như thế nào thì có những giá trị văn hóa vẫn luôn luôn được gìn giữ, và một trong số đó là nét đẹp của ngày Trung Thu. Chúng ta vẫn quen thuộc với những hình ảnh là những chiếc đèn ông sao này, đèn lồng này, đèn kéo quân này, đèn cá chép, và việc mà có những trải nghiệm như Thúy nói để các bạn có thể cùng làm đèn Trung Thu với gia đình hay là với bạn bè thầy cô của mình thì cũng rất là thú vị. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị cách để làm thế nào chúng ta có thể tạo nên được những chiếc đèn Trung Thu thật là đẹp và đơn giản. Một mùa Trung Thu sắp đến rồi, vậy là chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình trong các hoạt động quen thuộc của ngày lễ này như múa lân, ngắm trăng, bày cỗ hay rước đèn quanh phố phường, đều chào đón một mùa trăng ý nghĩa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm ra đèn lồng Trung Thu, món đồ chơi truyền thống không thể nào thiếu nhé. 1. Đèn ông sao. Đèn lồng ông sao là loại lồng đèn phổ biến nhất đối với người Việt Nam trong dịp rằm tháng 8. Để làm nên chúng, ta sẽ cần đến 10 thanh tre, keo dán, dây chun, dây bóng màu và que nhựa. Đầu tiên, trụm hai thanh tre thành hình chữ V như thế này, rồi dùng dây để buộc lại. Đan các thanh tre với nhau thành hình ngôi sao rồi buộc chúng lại với nhau. Làm tương tự cho các ngôi sao còn lại. Sau khi đã có hai khung ngôi sao bằng tre thì sử dụng các thanh tre dài 8 cm để làm trụ đỡ các khớp của các ngôi sao. Kéo hai ngôi sao ra rồi để thanh tre nhỏ vào. Tiếp đến sử dụng một khúc tre hoặc một khúc gỗ để làm tay cầm cho đèn. Đục gỗ trên một đầu của cây tre rồi luồn một thanh tre mỏng qua gỗ. Sử dụng keo nến cố định thanh tre, gắn tay cầm với ngôi sao. Có thể dán thêm keo hoặc buộc dây cố định vào điểm giữ giữa ngôi sao và tay cầm. Tiếp đến là dán giấy bóng màu lên hai mặt của ngôi sao. Và cuối cùng chỉ cần dán nến vào trong là chiếc đèn lồng ngôi sao 5 cánh của chúng ta đã hoàn thành rồi. 2. Lồng đèn từ lon nước, chúng ta cần đến dao dọc giấy, bút, một lon nước và một chiếc thước. Đầu tiên, dán băng dính xung quanh đầu lon nước và dán tương tự với đáy lon. Sau đó dùng thước căng thẳng trên lon nước rồi dùng dao dọc giấy kẻ nhẹ. Lần lượt kẻ thành từng phần đều nhau, dùng dao dọc theo những đường đã kẻ. Lưu ý dọc từ từ xuống để tránh bị đứt. Sau đó bỏ lớp băng dính ra và dùng dao mài phần đầu lon để cắt bỏ mặt trên của lon nước. Tiếp đó ép nhẹ hai đầu để phần thân của lon nước được phình ra. Tạo hai lỗ nhỏ trên lon nước rồi luồn phần dây qua để làm que cầm. Cuối cùng thắp nến để trong chiếc lồng đèn vừa làm là chúng ta đã có cho mình chiếc đèn dịp Trung Thu này. 3. Lồng đèn từ đĩa nhựa. Để tạo ra chiếc lồng đèn dễ thương từ đĩa nhựa như thế này, chúng ta cần chuẩn bị một chiếc kéo, ghim và tất nhiên là không thể thiếu những chiếc đĩa nhựa. Đầu tiên, chúng ta gắn hai chiếc đĩa nhựa vào với nhau rồi dùng ghim bấm cố định chúng lại. Làm tương tự với những chiếc đĩa còn lại để tạo thành một hình khối. Tiếp đó dùng kéo để cắt bỏ phần bên trong của đĩa nhựa rồi ghim chiếc đĩa nhựa vừa cắt vào hình khối. Sau đó với các phần như tai thỏ, mắt rồi dùng kéo cắt. Sử dụng keo nến gắn các bộ phận tạo hình khối. Sử dụng dây nhôm quấn quanh nến và dùng keo nến gắn lên đĩa nhựa. Tạo hai lỗ trên đĩa nhựa rồi dùng dây luồn qua để tạo quai cho lồng đèn. Vậy là chiếc lồng đèn chú thỏ được tạo nên từ đĩa nhựa đã được hoàn thành rồi. 4. Đèn trời. Trong ngày lễ Trung Thu mà có thêm những chiếc lồng đèn để thả lên bầu trời thì còn gì tuyệt vời bằng. Để làm được điều này, chúng ta cần chuẩn bị cho mình một que gỗ, một chiếc dao dọc giấy, ống hút nhựa, nến, túi ni lông, bông gòn và lọ nước tẩy sơn móng tay. Đầu tiên, chúng ta vót nhọn hai đầu que gỗ, bỏ sợi nến ra và đục 4 đầu trên khay đựng nến. Xiên hai que qua khe nến rồi gắn ống hút nhựa. Tiếp theo, lấy túi ni lông cắt bỏ phần đuôi, lấy băng dính dán hai túi ni lông vào với nhau. Lưu ý nhớ chảy thẳng túi để chiếc đèn lồng không bị nhăn. Lồng khung đỡ vào bên trong với sự giúp đỡ của chiếc băng dính để cố định cho chắc chắn. Bước cuối cùng, dùng bông được tẩm nước tẩy sơn móng tay hoặc cồn vào khay nến. 5. Đèn hoa đăng. Ngoài rộng thả đèn trời, chúng ta cũng có thể thả đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, cầu may trong dịp Trung Thu. Để thực hiện một chiếc đèn hoa đăng, chúng ta cần chuẩn bị giấy, đĩa nhựa, băng dính hai mặt, nến bật lửa và kéo. Đầu tiên, cắt giấy lấy hình vuông, sau đó gập giấy lại để tạo điểm làm tâm, gấp đôi tờ giấy lại rồi dùng kéo cắt, gập ngược tờ giấy lại và cắt tương tự. Gấp giấy lại thành hình tam giác rồi dùng kéo cắt những hình lượn sóng. Làm tương tự với các đầu còn lại, chúng ta đã có cho mình một hình 4 cánh hoa từ giấy. Sử dụng băng dính hai mặt, dán phần hoa giấy vào với nhau. Vậy là chúng ta đã có cho mình một chiếc đèn hoa đăng rồi. Thật đơn giản đúng không nào?